À, các bạn thân mến, là chào mừng các bạn quay trở lại cái video mới nhất của mình ngày hôm nay ha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn là vệ sinh cái hộng gió điều hòa của xe ô tô nè. Không đi. À, vệ sinh cái hộng gió điều hòa của xe ô tô nha các bạn. Thì hôm nay thời tiết cũng bão, trời nó cũng không có nóng á, cho nên khi mà mình bật điều hòa thì nó có cái mùi rất là khó chịu, mùi nó mốc á. Thì mình mới mua được một cái chai Flamingo. Cái chai này là dùng để vệ sinh cái đường ống điều hòa đó các bạn. Thì cái chai này mình sẽ xịt vào những cái hốc gió điều hòa và ở dưới cái lốc lạnh nè. Thì việc đầu tiên các bạn làm thì các bạn bật máy xe và để cái chế độ sưởi giùm mình ha. Đây, mình tắt máy lạnh nè. Và mình vặn cái nhiệt độ cao nhất để chữ 2 nè. Đó. Sưởi, mình sẽ sưởi mình sẽ lấy gió vô mặt luôn ha. Đó. Nhiệt độ cao nhất là đây, hơi nóng ra nhiều rồi các bạn. Đó, thì khi mà sưởi thì nó sẽ lấy cái nhiệt độ của động cơ, nước làm mát nó đi vào trong cái dàn sưởi, nó sẽ sưởi hơi nóng ra ha. Thì các bạn để dùng mình là khoảng cỡ 5 phút nha các bạn. Để sưởi 5 phút để làm chi? Để mà cho cái đường ống điều hòa nó nóng lên. Thì khi mà nóng lên thì cái hóa chất này tác dụng nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Nó sẽ đẩy được những cái bụi bẩn đi ra. Thì sau khi mà để xong 5 phút rồi thì mình sẽ tắt quạt gió này cho các bạn. Đó, tắt đi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ bơm cái dung dịch này vào bên trong của cái này ha các bạn. Thì với cái dung dịch này bao gồm một cái ống nè và một cái đầu á, thì mình sẽ gắn cái đầu này vào để mình vặn gắn vào ha. Các bạn, đây là sau khi gắn vào ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình chọt cái ống này vào sâu bên trong của cái hồng, những cái bốn hồng gió điều hòa nè. À, bốn cái dầu mình sẽ ấy bên trong mà mình sẽ xịt ha. Rồi bây giờ tại vì mình thao tác một tay mình không có quay được, để mình thọt vô rồi mình sẽ quay cho các bạn coi ha. Đó, sau khi mà sọt sâu cho bên trong thì mình sẽ lắc cái dung dịch lại trước khi sử dụng nha các bạn. Rồi mình sẽ phải tiến hành là mình sẽ bơm cái dung dịch đó vào nè. Đó, mình sẽ bơm vào ha. Bơm tới khi nào mà bầu nó tràn ra thì thôi. Mình nhét, ráng nhét cái ống càng sâu càng tốt nha các bạn. Thì cái đầu tiên tại vì nó sẽ tốn diện tích, nó thể tích mà nó chiếm đầy cái khoang á, cho nên nó sẽ hơi lâu rồi. Đó, bạn thấy bắt đầu nó trào ra thấy không? Đấy. Rồi, sau khi máy thì mình sẽ tiếp tục làm những cái hộng gió tiếp theo nha các bạn. Mình sẽ tiếp tục mình làm cái hộng gió kế bên. Cái sản phẩm này cái mùi của nó rất là thanh, rất là dễ chịu cho các bạn. Chứ nó không có bị nồng đâu, các bạn yên tâm ha. Đó, bọn nó trào ra thấy không? Ok. Rồi, tiếp theo thôi, hai cửa gió hai bên. Rồi. Mình tiếp tục mình xịt lên các bạn. Đó, các bạn xem cái bọn nó từ nó trào ra nè. Đó, nó sẽ chiếm đầy cái diện tích của cái hộng góc gió điều hòa ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho hai cửa sau nữa. Đây các bạn, mình tiếp tục mình làm cho hai cửa sau luôn ha. Rồi, giờ tiếp tục mình sẽ tháo cái hộng cái hộp này ra, mình sẽ xịt vào cái cửa gió điều hòa nha các bạn. Cái quạt gió điều hòa thì tháo này ra thì các bạn mở cốp ra, sau đó các bạn dỡ cái tay nè. Bóc này cho nó ra, tháo cái ti giảm chấn này ra ha. Đó. Rồi xong rồi các bạn bóc hai bên nè, bóc hai bên rồi các bạn đẩy xuống là nó ra ha. Rồi sau khi ra thì đây là cái lọc điều hòa nè các bạn. Các bạn bóp lên đây nè, các bạn lấy ra ngoài thôi, bóp xuống ha, bóp xuống lấy ra ngoài đó, để xuống. Rồi đây là cái lọc gió điều hòa nè các bạn lấy ra ha, nhớ chú ý là úp lên trên nè. Đó, úp lên trên ha. Rồi các bạn sẽ vệ sinh tấm này, xong rồi mình nếu mà dơ quá thì thay, còn không thì mình sẽ vệ sinh ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là đây nè các bạn, cái quạt của nó là nằm đây ha. Đó, bây giờ mình sẽ xịt thẳng cái dung dịch đó vô bên đây luôn. Đó, vô sâu bên đây luôn để cho nó vệ sinh luôn ha. Đây các bạn, mình đã xịt xong ha, mình đã xịt xong tất cả các vị trí hốc của gió điều hòa. Rồi bây giờ mình sẽ để trong vòng 25 tới 30 phút để cho nó cái dung dịch được ngấm và nó sẽ làm mềm, là nó làm rớt ra cái những cái bụi bẩn cũng như là nó làm sạch khuẩn nha các bạn. Rồi giờ mình chờ thôi, tắt máy nha các bạn.
Lúc này tắt máy rồi mình chờ 30 phút. Rồi sau khi mà vệ sinh xong thì các bạn nhớ chú ý là không được dùng nước để vệ sinh nha các bạn. Vệ sinh sạch sẽ, các bạn có thể dùng máy hút bụi hoặc máy thổi khí á. Các bạn thổi ra ha, rồi mình sẽ gắn vào nè, nhớ cái chiều này nè, úp lên trên ha, hướng chữ hướng ra ngoài nào. Để lại ha. Để đây nhét vô. Ok. Rồi. Đó, nhét vô ha, nhét vô khung nè. Rồi, cái này để gắn lại ha. Bên này trước. À, xong mình đẩy này vô thôi. Ok, rồi gắn lại thì gắn bình thường thôi. Gắn lại thì dưới đây nó có 4 cái tì nữa các bạn, gác 4 cái tì đây. Xong đẩy lên, xong rồi gắn cái này lại vô bình thường là được ha. Tại vì mình vừa quay mình thao tác một tay nó hơi khó. Ok. Rồi sau khi xong rồi các bạn tiến hành là đề máy lên ha. Để đó, nó tan hết rồi nè các bạn, nó tan hết vô trong kia rồi ha. Ok, mình sẽ bật bật máy lạnh lên, mức gió thấp nhất nè. Đó, mức gió thấp nhất ha, để nó đóng từ từ ra nè. Cái thấp nhất nè, các bạn xem là thấy đó, cái bọt nó nè, thấy không? Rồi, hướng gió nè, hướng gió, chỉnh hướng gió vô đây. Đó, hướng gió vừa lên mặt, vừa xuống chân luôn. Đó, các bạn coi nè, cái bọt của nó đang tan từ từ, mà từ từ nó sẽ đóng lên ha, mình sẽ tăng mức gió lên. Đó, các bạn chuẩn bị cho mình một cái khăn nha các bạn. Cái khăn để mình sẽ lau những cái bọt này ha. Đó, mình thấy, mình nghe tiếng là nó xèo xèo quá. Xèo xèo là nó tan bọt rồi các bạn. Rồi, tiếp tục là tăng mức gió lên chút xíu. Đó, các bạn thấy không? Rồi, nó lấy lên nè. Rồi, mình để mức nóng nha các bạn. Mức nóng để làm chi? Để tác dụng là để hong khô cái hồng, những cái hộc điều hòa này nha các bạn. À, các bạn từ từ làm, từ từ thôi, để mức gió từ thấp đến cao để nó khỏi bị văng lên nội thất xe của các bạn á. À, tiếp tục mình sẽ tăng lên nè. Đó, mình tăng lên vậy. À, mình sẽ để hàng gió phía sau luôn. Cho hàng gió phía sau luôn ha. Các bạn thấy ở trong mà, thấy không? Cái mùi của nó, mùi hương chanh rất là thoải thoải, rất là dễ chịu nha các bạn. Rồi, tăng lên thôi, giờ mình tăng cao nhất luôn nè. Đó, cho nó thổi ra ha. Thì các bạn để này trong khoảng từ 5 đến 10 phút để hong khô cái cửa gió điều hòa xe của các bạn nha các bạn. Rồi sau khi mà để ở mức nóng cỡ 5-10 phút á thì các bạn mở lại mức lạnh, như mình mở máy lạnh lên ha. Mở máy lạnh lên để mức gió cao nhất, nhiệt độ thấp nhất luôn, và để 5-10 phút luôn nha các bạn. Đó, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cái quá trình mà vệ sinh những cái hộc gió điều hòa của xe nha. Thì các bạn nhớ thường xuyên vệ sinh máy lạnh định kỳ cỡ khoảng 3 tháng tới 6 tháng vệ sinh một lần, để cho xe của các bạn được mùi luôn là tươi mới, không có bị hôi, không bị nấm mốc nha các bạn. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Xin chào các bạn.